Các hoàng tử nhỏ của ta ơi, quý ngài trốn đâu mất tiêu hết rồi. Ác Sạc Ly ơi, chúng cháu ở đây nè. Thôi thôi, ta mệt quá. Các hoàng tử nhí làm ta tìm chóng mặt lắm rồi. Các ngài mau ra đây, ra đây. Ta có chuyện này hay lắm nè. Không ra. Các hoàng tử của ta thiệt là dễ thương. Đức vua và hoàng hậu thật là hạnh phúc với đàn con đẹp như thiên thần. Ôi, các chàng hoàng tử của ta, nàng coi kìa, chúng đáng yêu quá. Sau này đất nước của chúng ta sẽ có người lãnh đạo xuất chúng. Ta thật hạnh phúc khi nhà mình có rất nhiều con. Dạ, thiếp cũng hạnh phúc như đức vua. Đã vậy, trời còn thương cho chúng ta có thêm công chúa Lys nữa. Còn đây là công chúa nhỏ duy nhất của chúng ta. Ta yêu tất cả các con. Nhưng ta vẫn có một thắc mắc. Làm sao mà khi vừa có bầu đứa con thứ 12, nàng liền biết đó là con gái? Thiếp tin là con gái. Vì khi vừa có thai Lys, thiếp đã nằm mơ. Hoàng hậu, ngươi đang trị vì một vương quốc thanh bình. Ngươi muốn điều gì cho thần dân của ngươi? Ta muốn tất cả trẻ con trên xứ sở của ta đều vui vẻ, khỏe mạnh và sung sướng như những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này chỉ là số ít. Ngươi hãy bước ra khỏi hoàng cung. Ngươi sẽ nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi đi đi. Ta cứ ở mãi trong cung điện nên không biết dân chúng còn nghèo và có nhiều trẻ em bằng tuổi các hoàng tử không hề sung sướng. Chào mẹ. Hoàng hậu, ngươi thật can đảm và nhân hậu, xứng đáng là mẫu nghi của xứ này. Ta biết ngươi đang mong có con gái, ta sẽ tặng ngươi một công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Cảm ơn tiên nữ. Có phải người trao cho tôi đứa bé này không ạ? Phải, đứa bé này vốn là một thiên thần tài năng, xinh như hoa. Vì vậy, mẹ con của ngươi sẽ chịu nhiều đau đớn ở trần gian lắm. Ngươi có bằng lòng nhận nó không? Tôi xin nhận. Tôi sẽ dùng tấm lòng của người mẹ để che chở cho nó. Con gái bé bỏng của cha, thiên thần bị mất đôi cánh sao? Cha sẽ bảo vệ con để con sống thật hạnh phúc. Anh Giang, anh đừng cờ của em, không chịu đâu. Đức vua và hoàng hậu đến, các hoàng tử hãy trật tự. Vào bàn ăn nào. Còn hoàng tử Út, Angelo đâu? Giơ tay lên, người đã bị bắt. Ô kìa, tướng quân, sao ngài lại bắt tôi? Tôi sợ quá, ngài muốn tôi phải làm gì? Ta mắc vệ sinh quá à, người dắt ta đi một chút được không? Thôi, để ta đứng thần dẫn của tướng quân đi tè nha. Đi. Chào Rosa. Nàng xinh đẹp lắm. Nàng đi đâu về vậy? Hương ơi, ta đi vào rừng kiếm thuốc quý, nhân tiện ghé vào hoàng cung coi lũ nhóc hoàng tử ra sao. Nàng thấy chúng ra sao? Chúng rất sung sướng và hạnh phúc. Bà chị Alice của ta thật tốt số. Ta thật ganh tị với bà ấy. Ước gì bà ấy chết sớm. Rosa, nàng có gương mặt đẹp nhưng tính tình nhỏ nhen quá. Hoàng hậu là chị ruột, các hoàng tử là cháu ruột của nàng. Nhưng sao nàng lại sinh lòng đố kỵ? Gương ơi, ta đã nói với ngươi rồi. Trên đời này không ai được xinh đẹp hơn ta. Không ai được hạnh phúc và ấm áp hơn ta. Nếu họ hơn ta, ta sẽ làm cho họ khổ sở thì ta mới hả dạ. Tại sao ta phải sống cô đơn lạnh lẽo ở đây, trong khi họ vui vẻ sum họp với nhau? Nàng dừng lại đi. Nàng chọn sống như vậy vì tính tình khó chịu của nàng, chứ có ai hại nàng đâu. Mỗi ngày,
nàng hãy soi vào ta để sửa đổi tính tình. Ta hứa sẽ giữ cho nàng xinh đẹp mãi mãi, rồi nàng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ôi, ta phải nuốt những thứ dở ẹt và nguội ngắt này sao? Ta không chịu. Ta phải đến hoàng cung ăn tối cùng với họ. Rosa, cho tôi đi với. Bà muốn gì tôi sẽ làm theo ý bà. Được, có thêm người làm sai vặt cho ta. Đi thôi. Ngươi vào bắt hoàng tử Úc Angelo cho ta. À không, ngươi hãy bắt công chúa Liz bé bỏng. Chị ta thương con bé nhất, vì mãi 5 năm sau khi sinh hoàng tử Úc, chị ta mới sinh được con bé Liz. Ngươi mang nó ra đây. Ngươi nhớ, đó là đứa bé nhất, đang ngồi ở cái ghế cao. Vâng, vâng, bà chờ tôi ở đây nhé. Chuyện gì vậy? Các người đâu? Các con đừng sợ, em sẽ được thắp trở lại nghe. Thôi, mẹ bị lửa tát rồi, ẩm hết giùm mẹ. Chuyện gì đã xảy ra? John và Liz đâu rồi? Trời, hai con của ta. Quân lính các ngươi hãy đi tìm ngay. Cú mèo, người biến đi đâu rồi? Đã lấy cắp được đứa bé gái chưa? Hoàng tử tôn ngài đang ở đâu? Ngài đang ở đâu vậy? Đừng sợ, ta cho ngươi tạm trú ở nhà ta. Người xấu xí quá, ta sợ lắm. Thả ta về nhà đi. Liz, đứa con gái bé bỏng, đứa con gái duy nhất của thiếp, ai có thể bắt cóc con bé giữa hoàng cung? Nàng đừng khóc, đừng khóc. Ta đã cho cả một đội quân tinh nhuệ đi khắp nơi tìm hai con rồi. Với lại có Tom theo cùng, con gái bé bỏng của chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn. Chủ nhân Rosa sao còn chưa về mà đón đứa nhỏ này đi? Đúng là phiền quá mà. Ai vậy? Cho ta về với mẹ. Liz, đừng sợ, anh theo để cứu em đây. Chim cú kia, ngươi thả em ta ra. Đừng hỏng, mau tránh ra, nếu không ta sẽ bay lên cao. Thả đứa nhỏ này rơi xuống đất. Đây là con cú biết nói, có phép thuật, mình phải cẩn thận mới được. Chết thật, ta dựng công lực để làm cháy áo hoàng hậu, giờ ta hết phép rồi. Chủ nhân Rosa, chị sao vẫn chưa về? Quái, người bắn cái gì vào cổ ta thế này? Gạt mãi không ra, khó chịu quá. Thưa quý cô, người có thấy một hoàng tử 14 tuổi và một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đi ngang qua đây không? Không thấy. Đã nói còn cú mèo kia bắt đứa nhỏ thôi, sao mang theo đứa lớn làm gì? Khoan khoan, quý cô cho tôi hỏi, trong rừng này có ngôi nhà nào có thể ngủ qua đêm được hay không? À, bác cú mèo, bác hãy nuốt mấy cái lá thuốc này, nó sẽ giúp cho bác hết nghẹn và có phép thuật trở lại. Hai anh em ngươi liệu hồn, đừng hòng tính chuyện lừa ta. Ngươi biết cái mỏ của cú mèo ta cứng và bén như thế nào rồi đó. Dạ thưa bác, cháu không có dám lừa bác đâu. Nhưng bây giờ bác đang bị nghẹn, đâu thể nào làm nhiệm vụ được. Có thật không? Thật. Được đó, ngươi cũng có lòng tốt như chủ nhân của ta vậy. Ha 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 ha.
Em sợ quá anh Thơm ơi. Em sợ, em đói, em đi không nổi nữa. Em gái cưng của anh, em ráng lên, mình phải đi nhanh khỏi khu rừng này. Anh đưa em về với mẹ nha. Ôi, công chúa và hoàng tử đây rồi. Anh giỏi ghê. Anh Sơn giỏi ghê. Hoan hô anh cả. Anh giỏi quá à. Hoan hô anh cả. Giỏi quá à. Hoàng tử 14 tuổi cứu được nàng công chúa 3 tuổi, thiệt là dễ thương quá chừng. Cha khen ngợi Tom, con giỏi và dũng cảm lắm. Làm anh thì phải vậy. Gia đình ta đông anh em, nhưng cha rất vui vì thấy các con biết thương yêu nhau. Các con đừng quên, anh em như thể tay chân nha. Dạ, con bé bị một phen sợ hãi. Cũng may á, lúc con vừa cứu em khỏi hang cú mèo thì gặp ngay bác Charlie. Chứ đêm trong rừng, con không biết đường về. May lần này các con an toàn trở về, nhưng em lo lắng quá. Tại sao trong hoàng cung mà chúng ta không an toàn? Lúc hai con bị bắt đi, đúng là có tiếng của cú mèo. Một con chim xấu xí có thể làm náo loạn hoàng cung được sao? Dạ thưa cha, nó không phải là một con cú mèo bình thường. Nó biết nói và có phép thuật. Ta sẽ tìm cho ra kẻ đó. Trước khi tìm ra chân tướng sự việc, ta sẽ cho canh gác kỹ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình ta. Thưa chủ nhân, tôi chỉ bắt Belis, nhưng hoàng tử lớn đã chạy theo tôi. Cậu ta đúng là lanh lợi. Người im đi. Chị của ta đúng là hưởng hết phước của ta, lấy được nhà vua, còn sanh ra được cả một đàn con thông minh lanh lợi. Nhưng chị ta thương con bé Liz nhất, ta không thể để cho chị ấy cứ mãi hạnh phúc như vậy. Nàng không nên ganh tị với họ nữa. Bé Liz kia làm sao biết được khi lớn lên nó đẹp hay xấu. Nàng hãy nhìn vào ta. Nàng thấy không, hiện giờ nàng vẫn đẹp hơn hoàng hậu kia mà. Nhà ngươi nói gì ta cũng mặc kệ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đi học thêm phép thuật. Ta sẽ không để cho họ yên vui đâu. Người chờ coi. Các ngươi sum họp vợ chồng, cha con hạnh phúc ư? Đừng hòng. Giờ ta yếu thế, chưa thành phù thủy, chưa có phép thuật cao cường. Nhưng rồi ta sẽ có thôi. Các ngươi hãy đợi mà coi. Cú mèo đã tới ư? Ngươi vào đây giúp cho ta vài chiêu thuốc quý đi. Rosa, nàng là một cô gái xinh đẹp. Cả nước này, trừ hoàng hậu ra, đâu có ai tuyệt sắc như nàng. Tại sao nàng không chịu sống vui vẻ mà suốt ngày cứ phải cực nhọc như vậy? Nhưng chị ta là vợ vua, còn ta thì ở xó rừng này, không ai chịu lấy ta. Chị Alice gọi ta vào cung sống, nhưng ta không cam tâm nhìn chị ấy được nhà vua cưng yêu. Thế nên các hoàng tử công chúa chỉ biết có một người gì mà chưa hề biết mặt. Nếu vậy thì nàng có chịu làm vợ cú này không? Có khi sướng hơn làm vợ vua đó nàng. Nào, chúng ta làm đám cưới nha. Cặp đôi phù thủy, chúng ta sẽ cùng khuynh đảo thế giới luôn. Người vừa nghèo vừa xấu, vừa tham lam, chồng cú vợ tiên sao được? Hút tràn ra hết rồi. Happy birthday. Mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Chúc em càng lớn càng xinh đẹp nha. Em ơi, anh sẽ cho em mượn đồ chơi với sách nha. Anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi. Liz nè, chỉ có mình con là con gái, phải biết chăm sóc các anh nha. Con may áo cho các anh được không mẹ? Con gái cưng của cha không cần vất vả may áo đâu. Các anh của con đâu có thiếu gì áo đẹp. Nhưng nếu con thích thì con cứ tập may áo cho các anh. Các hoàng tử và công chúa ơi, mưa này tạnh sẽ có cầu vồng đó. Nhớ chờ coi nha. Hoàng hậu à, ta tìm được thầy thuốc giỏi lắm. Ông ta đã tới, nàng đợi một chút sẽ có thuốc mới cho nàng. Chị ơi, em thương chị quá. Rosa, em đến rồi. Chị mừng quá. Chị sợ mình không qua nổi. Nếu chị có bệ gì, em thay chị chăm sóc các cháu được không?
Hoàng hậu à, ta giúp nàng uống thuốc. Để em cho chị uống thuốc. Chị ơi, chị đừng lo nhé. Các hoàng tử công chúa là cháu ruột của em mà. Mẹ chỉ nằm ngủ thôi các anh à. Mai mẹ sẽ dậy chơi với em. Chị ơi, em chỉ có chị là người thân duy nhất. Giờ chị mất rồi, em biết sống ra sao? Rosa, nàng thật xinh đẹp. Giờ hoàng hậu đã mất rồi, nàng là đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất phu nhân nữa chứ. Ta sợ đức vua yêu vợ quá sẽ không chấp nhận nàng. Nhưng nếu được làm hoàng hậu, nàng phải tốt bụng như Alice nha. Nếu không, mọi người càng nhớ hoàng hậu mà không thích nàng. Ta sẽ dùng sắc đẹp của ta để làm những việc mà ta nung nấu bấy lâu nay. Ngươi cứ chờ mà coi. À, giờ coi ta quá phép đi. Thôi thôi, ta không nhìn nữa đâu. Ta không thích đang đẹp thành xấu như vậy. Nàng biến hình trở lại đi. Người thấy tài nghệ của ta chưa? Chán quá. Tay bắn cung của ta giờ không còn được như trước nữa. Dạ, cha nghĩ đi. Chắc là do cha buồn quá nên mới như vậy. Mình về cung nha cha. Con không thích săn bắn nữa. Con nhớ lúc mẹ còn sống thường hay nhắc cha con mình đừng bắn quá nhiều thú rừng. Chúng cũng biết buồn biết vui, cũng có cha có mẹ con cái với nhau nữa. Nhưng về nhà thì ta nhớ mẹ của các con quá. Trong cung, ở đâu ta cũng thấy hình ảnh của mẹ các con. Mình về đi cha. Chúng con sẽ thay nhau kề cận bên cha. Còn em Liz, công chúa bé bỏng nữa, em rất cần được gần cha. Lâu quá mới gặp thú quý, dịp may hiếm có. Nhưng ta thật không nỡ. Dạ phải đó cha. Mình bắn cọp mẹ chết thì cọp con sẽ mồ côi, tội lắm. Vậy mình chờ chút, cọp bỏ đi rồi chúng ta về nha cha. Xin mời bà rời khỏi ghế này đi. Ghế này á chỉ dành cho hoàng hậu thôi. Ngày ta lên ngôi hoàng hậu không còn xa nữa đâu. Ta sẽ đẩy ngươi vào rừng mà chơi với cú. Ai phong bà là hoàng hậu? Bà làm như tôi không biết bà chính là phù thủy sao? Ngươi biết rồi thì liệu cái thần hồn nhà ngươi. Mau kêu các hoàng tử và công chúa Liz ra đây. Nghe ta sai biểu. Đức vua hồi cung. Đức vua và hoàng tử hồi cung. Chào đức vua quang minh. Chào anh rể. Em tới thỉnh an anh và các cháu ạ. À, Rosa, xin lỗi nàng. Chỉ một chút nữa ta đã gọi nàng là hoàng hậu. Nàng rất giống hoàng hậu yêu dấu của ta. Thật đó, ta phải làm sao đây? Ta nhớ vợ ta quá. Cha ơi, cha đã về. Ôi, con gái yêu, nhưng sao người của con nóng như lửa vậy? Con bệnh rồi hay sao? Xin ngài, hãy để cho thiếp coi. Ôi, công chúa bệnh rồi. Có vẻ không nhẹ đâu. Thiếp đưa cháu về phòng để chăm sóc được không? Được, được, tốt quá. Cảm ơn nàng. Nhớ cho ta hay tin nha. Để có mớ thuốc này, ta phải vào rừng vất vả tìm mới có. Nhưng không sao, việc đầu tiên cần phải làm là giả bộ chăm sóc ân cần lũ con của ông ấy. Mà muốn đến gần chúng nó không dễ. Ta phải bắt đầu gây bệnh cho con bé Liz để có cớ ở lại. Ôi, sao khát nước quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, các anh ơi, tới coi nè, cá bơi đẹp quá à. Đâu, đâu, cho em xem với. Đây nè. Ôi, đàn cá đẹp thật, chúng bơi về nhà đó, chúng có một mái nhà chung dưới thủy cung. Vậy, đàn cá này có mẹ không hả mẹ? Có chứ em, còn có vua nữa, nhà cá đông vậy, nhưng lúc nào cũng ở bên nhau. Mẹ ơi, hãy cứu con.
Angelo, em hư quá. Đang học lại ngủ gật. Bài dở không làm gì hết, lại còn la hét nữa chứ. Anh ơi, em nằm mơ thấy mẹ. Mẹ ngã xuống sông rồi. Anh ơi, em nhớ mẹ quá. Hoàng tử, đừng khóc nữa. Ngoan nào, ngoan nào. Mẹ đang ở một nơi đẹp lắm. Ngoan nha, để ta sẽ làm hề cho hoàng tử xem. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con bé đáng ghét. Ta ở bên cạnh ngươi mà cứ kêu mẹ mẹ. Mà giờ làm sao cho đức vua nhìn thấy mình đang chăm sóc cho con gái của ông ta? Phải làm cho ông ta cảm động mới được. Đức vua đến thăm công chúa. Đức vua đến thăm công chúa. Rosa, nàng không cần khách sáo. Nàng ở đây suốt với công chúa hay sao? Ta thật áy náy với nàng quá. Xin đức vua đừng ngại gì ạ. À, sức khỏe vàng ngọc của công chúa mới quan trọng. Em phải tự tay chăm sóc, không dám giao cho người hầu ạ. À, con gái, cha đến thăm con đây. Mau khỏe nha. Lúc mẹ con còn sống, lúc nào mẹ cũng tự tay chăm sóc khi các con bị bệnh. Thật may, giờ có dì Rosa ở bên cạnh con. Mà sao tay con đỏ như vậy? Thưa đức vua, do công chúa sốt nhiều nên bị nổi ban chút thôi. Em đã cho uống thuốc tốt nhất rồi, sẽ mau khỏi thôi ạ. À, vậy à, không cần gọi thầy thuốc hay sao? Không cần đâu ạ. À, trẻ con bị nóng sốt là bình thường. Thầy thuốc đã đến và chuyển lời, nói đức vua hãy yên lòng ạ. À, cha ơi, cha đừng đi, hãy ở lại với con. Con gái ngoan, cha bận nhiều việc nữa, chiều cha trở lại thăm con. Con bé nhõng nhẽo kia, ta sẽ khiến cho cha người ghét ngươi cho mà xem. Giờ thì ngồi dậy, không được phép nằm y trên giường nữa, mà đi lấy son phấn đến đây cho ta. Giờ ta ở chung với ngươi trong căn phòng này, liệu mà đối xử với ta cho phải phép. Đây là bùa chú mới rất đắt tiền của ta, ai mang nhiều vàng tới đây ta mới bán. Này các hình thù lá cây, ngươi hãy biến thành vật thật cho ta coi thử đi. Chào các ngươi. Tạm được, tạm được. Tạm gọi là thành công. Này khỉ, ngươi lại đây, ta giao cho ngươi một việc quan trọng. Hãy ra khỏi rừng, đến hoàng cung và gặp người đàn bà này. Nói bà ta đến gặp pháp sư Peter gấp nghe. Cha ơi, dừng lại, Harry bị thương rồi. Harry, con có sao không? Vết thương sâu quá, mau truyền thầy thuốc hoàng cung. Hoàng hậu, hoàng hậu của ta, nàng thấy con trai bị thương nên đến phải không? Dạ, không phải. Thiếp là Rosa, thiếp có thuốc này hay lắm, không đau, rất êm ái, sức vào sẽ như chưa từng bị thương. Rất êm ái, như chưa từng bị thương. Rosa, nàng thật tốt bụng, nàng không khác Alice của ta chút nào. Nàng hãy giúp Alice trở thành người chăm sóc các con của ta được không? Không, không cha ơi, con không chịu đâu, con muốn mẹ Alice. Mẹ ơi, mẹ ơi. Các con thương yêu, chúng ta đã mất Alice, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cha đã tìm thấy Rosa, người biết cách thương yêu chăm sóc các con. Rosa đã ở bên cạnh công chúa khi bị bệnh, đã chữa lành vết thương cho hoàng tử. Đất nước không thể thiếu hoàng hậu, nên hãy chào đón hoàng hậu Rosa. Ô, khỉ rừng, sao nhà ngươi tới hoàng cung? Quả tóc, quả tóc, nó thương quả tóc cho hoàng hậu mới của ngươi. Bà coi đó, tôi có thể dùng phép biến người thành các con vật.
họ phải sống cuộc đời của loài vật vĩnh viễn. Ta muốn họ phải rời xa hoàng cung mãi mãi, không được gặp vua cha nữa. Nên chắc phải gớm ghiếc thôi. Nếu như vậy thì bà phải trả cho tôi nhiều tiền. Thêm nữa, bà phải khổ luyện lắm đó. Nào, bắt đầu thôi. Ông dạy cho tôi đi, càng nhanh càng tốt. Ôi, mùi khó chịu quá. Chào hoàng tử và công chúa Lít dễ thương. Thần đã chuẩn bị một tiết mục thật hay rồi đây. Chào các em. Chúng ta mỗi người sống ở trong các cung khác nhau, ai cũng phải lo học, không được gặp nhau ăn tối chung như khi mẹ còn sống nữa. Anh thấy nhớ các em nhiều lắm. Dạ anh, em cũng đợi mãi mới tới mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ hẹn nhau ra vườn chơi để gặp nhau nhiều hơn. Các anh ơi, đêm nào em cũng nhớ mẹ hết. Phòng em lạnh lẽo lắm, em rất sợ vì kế mẫu không cho thắp đèn. Phòng em cũng vậy, tối thui à, đêm nào cũng nghe tiếng chim cú hết. Phòng em không có nước uống, em phải đi xuống phòng ăn xa lắm, mà hành lang lại không có đèn. Ủa, các anh ơi, em tưởng chỉ có phòng em bị như vậy. Em sợ rồi khóc, mà gọi không thấy ai hết. Thật vậy sao? À, xin lỗi các em, anh không biết gì hết. Anh đúng là tệ quá. Vì phòng anh có đèn nên anh tưởng phòng của các em cũng vậy. Vậy còn Liz, em sống thế nào? Dạ, em... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chào mừng đức vua và hoàng hậu đến. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha ơi, lâu quá con mới gặp lại cha. Con nhớ cha, cha ơi. Chào các con trai và công chúa nhỏ yêu quý của ta. Ta nghe nói các con đã học hành rất tốt. Hôm nay ta sẽ thưởng cho các con. Mỗi đứa muốn quà gì thì hãy nói với ta nha. Chào các con dễ thương. Ta luôn lo lắng, sợ các con học nhiều, hao tổn sức khỏe. Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm. Thiếp đã chuẩn bị quà cho từng hoàng tử và công chúa rồi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn Rosa, nàng thật tốt. Các con ta quả thật may mắn. Nào các con, hãy đến đây với ta. Hoàng hậu, bà trễ hẹn quá. Phép thuật sắp bay màu rồi. Trễ lần này á phải đợi rất lâu mới làm lại được đó. Đây là bình hơi độc do chính bà luyện phép. Nó vô cùng độc. Khi bà mở nắp ra, ai hít phải thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nếu nhà vua và ta lỡ hít vô thì sao? Nếu đã sợ độc thì sao bà còn luyện độc dược làm gì? Tôi chỉ giúp bà một lần này nữa thôi. Nếu muốn cha mẹ ngươi được sống yên ổn thì ngươi phải nghe lời ta. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi vẫn nằm trong tay ta. Hằng ngày người của ta cho ăn, giờ ta nắm quyền kiểm soát. Thôi được rồi, nếu chính bà cũng sợ độc dược của bà thì thuốc giải đây. Nếu bà vào nhà vua hít hơi độc xong phải hít liền thuốc giải thì sẽ không sao hết. Có điều bà nên nhớ phải làm thật nhanh, trễ một giây thôi cũng không được, thuốc giải sẽ mất tác dụng ngay. Ôi, chỉ có chúng nó chết thôi. Đức vua và ta không thể chết. Ta sợ gậy ông đập lưng ông lắm. Bà đừng quá lo lắng, chỉ cần thật nhanh tay là được rồi. Với lại tôi coi số cho bà, thấy bà sống lâu lắm. Vậy bà cẩn thận nha, chúc bà thành công. Những đứa trẻ vô tội thật là đáng thương. Đêm nay là buổi liên quan của đức vua với các con. Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau. Mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo nha. Dì ơi, hoa thật đẹp, để con cầm giúp dì. À, không không, cảm ơn con. Bình hoa này quý lắm, ta sẽ đích thân tặng cho đứa trẻ học giỏi nhất năm nay. Hoàng hậu hành động nhanh lên, phép thuật sắp tan rồi. Ủa, dì ơi, sao hoa héo rồi kìa? Con mang nó ra ngoài nha dì. À,
Hoàng tử Tommy, tôi không đành lòng nhìn ngài bị hại chết. Tôi đã giải độc cho ngài. Hãy quay trở lại bàn ăn vì còn nhiều chuyện không hay xảy ra ở đó nữa. Người là ai? Cảm ơn người đã cứu ta. Nhưng ta không hiểu gì hết. Ai đã hãm hại ta? Chiếc bình này có phải là thứ giết người hay không? Tôi không thể nói cho ngài biết được. Ngài nên nhớ rằng trên đời này chỉ có mẹ mới là người yêu thương mình thật sự thôi. Nhưng mẹ của ngài đã mất rồi. Ngài hãy thay mẹ tự chăm sóc cho bản thân và các em của mình nhé. Cha con chúng ta cùng uống nước cam nào. Đây là giống cam quý của xứ ta đó. Dì cũng chúc mừng các con. Đứa nào cũng học giỏi, đẹp người, đẹp nết. Dì yêu tất cả các con. Kính chúc sức khỏe cha và dì. Sao vậy kìa? Các anh ơi, em nuốt phải cát rồi. Sao, chuyện gì? Ly nước bị làm sao? Đưa cho cha coi. Các con nói sao? Đây là ly nước mà. Thôi các con uống đi, đừng nghịch ngợm nữa. Con không uống được cha ơi. Đây là một ly cát mà. Liz, con uống cho ta coi. Bữa nay các con sao lạ vậy? Các em, chúng ta đi về thôi. Cha ơi, đây là cát thì sao chúng con uống được? Chào cha, chúng con đi đây. Chuyện vậy là sao? Hoàng hậu. Đó, ngài thấy chưa? Các con ngoan của ngài đó. Nàng đi kêu các con tới đây, ta nhớ chúng nó quá. Thiếp đã gọi hết hơi rồi mà không đứa nào chịu tới. Chúng nói sợ vua cha cho uống nước cát đó. Chúng thật hỗn láo. Ta thấy rõ ràng là ly nước mà chúng nó nhất định không chịu uống, bảo là ly cát. Là Tommy cầm đầu đó. Đức vua phạt nó làm gương cho mấy đứa nhỏ đi. Nó càng lớn càng cứng đầu. Nhưng nó là đứa thông minh và dũng cảm. Ta hãnh diện có đứa con trai đầu là nó. Rồi nó cũng sẽ như đầu tàu, kéo lũ em bay đi mất như lũ chim trời kia thôi. Đức vua hãy nghĩ xem, tình cha sao bằng được sự ngỗ ngược và tham vọng của nó. Khi trưởng thành, biết đâu chừng nó ngồi lên ngai vàng của ngài luôn. Ngài không thấy hôm qua nó trả treo với ngài đó sao? Rosa, lúc ta buồn nhất chỉ có nàng ở bên cạnh ta. Đức vua ơi, nước mát đây, ngài uống đi. Ngài sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn nàng, hoàng hậu tốt của ta. À, Rosa, nàng hãy gọi công chúa Liz đến gặp ta. Con có thích không? Con gái bé bỏng của ta. Dạ thích lắm ạ, con thương cha. Đức vua và công chúa nghỉ chân uống nước đi. Con cảm ơn dì. Con nhóc khờ kia, hôm nay chính cha mi sẽ bỏ mi lại trong rừng rồi về hoàng cung với ta. Ly nước của mi uống sẽ toàn là sâu với kiến trong đó. Ô kìa công chúa, có một bông hoa trên môi của con. Con gái ta xinh xắn làm sao. Sao lạ vậy? Ta đã làm phép thả kiến và sâu vào, sao có cái bông hoa quái lạ kia được? Tên Peter này đúng là phản trắc. Công chúa xinh thật. Nào công chúa, hai mẹ con ta ra kia hái nấm đi con. Đức vua chờ em một chút nha. Liz, từ nay ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi thấy căn nhà lá kia không? Ngươi ở đây không được ra ngoài. Sẽ có cú mèo mang thức ăn và nước uống đến cho ngươi. Dì ơi, con sợ lắm. Xin hãy cho con về nhà. Con không làm công chúa cũng được. Con chỉ muốn ở cạnh cha và các anh thôi. Dì ơi. Còn lâu, bằng phép thuật sai khiến của ta, cha của ngươi cũng không biết ta dụ hai cha con ngươi vào rừng rồi bỏ ngươi lại đi. Ta thành công rồi. Công chúa của Trẫm đâu rồi? Sao nàng về một mình vậy? À, thiếp và Liz đang hái nấm thì lạc vô nhà của bà tiên Cecil. Nhà bà rất đẹp. Bà ấy trông thấy Liz thì thích quá. Bà xin em cho Liz ở lại chơi với bà ấy. Vì đêm nay có vũ hội của muôn thú trong rừng. Sáng mai bà ấy sẽ dẫn công chúa về hoàng cung cho chúng ta. À, ta nhớ rồi. Cecil, bạn thân của Alice hoàng hậu. Có phải tiếng cười ta nghe được vừa rồi là của nàng ấy không? Giao công chúa cho nàng ấy thì ta yên tâm. Chúng ta về thôi. Cha ơi, các anh ơi, con sợ quá. Hãy cứu con với. Rosa,
nàng vừa nhẫn tâm bỏ công chúa Liz trong rừng. Xin nàng hãy dừng tay lại, hãy mang công chúa về đi. Còn lâu nha, ngươi cũng liệu hồn đó. Ta cho ngươi theo ta vào cung, không phải để ngươi cản ngăn ta, biết chưa? Ngươi làm gì vậy? Dám giỡn mặt ta hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ta biến con này lại thành con nọ vậy? Lạ thiệt, con sâu lại thành bông hoa. Tức giận quá đi thôi. Nàng tưởng nàng muốn gì cũng được sao? Bà phù thủy bất tài ơi, nàng nên nhớ tà thuật có thể bị rung rinh bởi sự đẹp đẽ của tâm hồn đó. Ta cho nàng một gáo nước lạnh để nàng tỉnh ra. Nàng đúng là một người xinh đẹp, nhưng thật xấu xa. Dạ chào dì, chúng con đã có mặt. Chỉ có thiếu em công chúa Liz. Con nghe nói em ấy đi chơi với bà tiên Cecil ở trong rừng, phải không dì? Dì có biết tại sao vua cha gọi chúng con đến đây gấp như vậy không? Ngươi hỏi nhiều vậy, sao ta trả lời hết được? Hôm nay ta không thèm giả bộ yêu thương các ngươi làm gì nữa. Các ngươi nghe cho rõ đây. Phải, ta đã đem bỏ công chúa Liz, em gái độc nhất yêu quý của các ngươi trong rừng. Nó sẽ được hươu nai hổ báo chăm sóc. Thích nhé. Hả? Ta chưa nói hết. Thứ hai, không phải vua cha gọi các ngươi đến đâu. Ta gọi đó. Hôm nay các ngươi sẽ được chấm dứt thân phận làm hoàng tử. Ta sẽ quá kiếp các ngươi làm quái vật xấu xí. Trời, sao chúng trở nên đẹp đẽ như vậy? Ta muốn chúng thành quái vật đầu người mình thú mà. Thôi thôi, chết ta. Quy to, quy to. Đức vua ơi, các con bay mất rồi. Vì thương nhớ các con mà đức vua suy nhược đi rồi. Người hãy uống ly thuốc bổ này để hồi phục sức khỏe. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Các hoàng tử sao lại bỏ đi? Nhưng đức vua cứ yên tâm, thiếp đã cho khinh khí cầu bay đi dò tìm khắp nơi, ra tận ngoài biển. Nếu thấy các hoàng tử thì sẽ báo cho người biết ngay. Vậy còn Liz, con bé ra sao? Tại sao tới hôm nay tiên Cecil vẫn chưa đưa con bé về? Thưa đức vua, bà tiên Cecil có báo tin các hoàng tử ghé vào rừng, nói với công chúa Liz không được trở về hoàng cung nữa. Nên giờ công chúa Liz nhất định ở lại với Cecil, không chịu về nữa à? Người bé Liz cứng đầu, con cái đông thiệt là mệt. Ta không biết dạy bảo chúng nó làm sao cho đúng đây nữa. Đức vua đừng quá lo lắng ạ. Chắc tại các con học hành căng thẳng quá nên muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Đến khi đói thì sẽ về. Chứ đi hoài, ai cho ăn uống, ai hầu hạ? Chúng sung sướng quen rồi. Hoàng hậu nói có lý. Thôi, ta đợi chúng về vậy. Ta sẽ cho chúng ăn đòn. Xin người bình tâm suy xét lại. Cái con của ngài bị hại đó ngài ơi. Người nói bậy. Lính đâu, bắt nhốt tình hề này lại. Bỏ đói nó cho ta. Chào công chúa, cả khu rừng xinh đẹp này chào đón nàng. Hãy ở lại với chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn, quần áo, củi lửa cho nàng sưởi ấm. Nàng đừng sợ, ta là cáo nâu, tổng quản bìa rừng này. Ở đây chỉ có cáo, thỏ, lũ hươu nai về núi thôi. Đi sâu hơn nữa, nàng sẽ gặp gấu xám, sư tử, sói ác. Nàng đừng vào, đó là rừng già bí hiểm. Ở ngoài này với chúng tôi sẽ vui vẻ hơn. Vậy công chúa ở đây nha. Đừng thèm về cái hoàng cung hung ác đó nữa. Ta ở đây với các em ít ngày thôi. Ta phải về gặp cha và các anh ta. Ta nhớ họ lắm. Nhưng mà công chúa à, các anh của nàng gặp chuyện không hay rồi. Cáo nói sao? Họ bị làm sao? Các anh ta gặp chuyện gì? Tại sao các người lại tệ hại như vậy? Không làm được gì đúng ý ta hết. Đồ vô dụng. Sao cứ phải để ta nói đi nói lại? Ta đuổi việc ngươi. Giỏi ghê. Hoan hô anh cả.
một viên đá nào đẹp quá. Công chúa dễ thương, viên pha lê đó chính là kết tinh từ nước mắt trong trẻo của em. Em hãy giữ lấy để sưởi ấm tâm hồn mình. Buổi tối dù có muôn thú, nhưng khu rừng này lạnh lẽo lắm em à. Chị ơi, giọng của chị dễ thương quá. Chị là ai? Ta là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng, ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Liz, em đừng sợ. Anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Anh nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy. Mụ đã biến tụi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi? Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo, người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em, hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp chán. Anh dùng đôi cánh để đan nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi. Em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow. Đúng rồi, đẹp quá đi. Công chúa ngủ trong rừng. Đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Anh phải ra biển đây. Anh xin nhà lên. Anh bay ra biển đây. Anh chưa xin. Tạm biệt. Anh bay ra biển đây. Chào chị. Chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bạc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không?
Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Người phản bội ta, ta giết ngươi. Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn Belis sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ống ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Tóc té mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi. Ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu hoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa người đàn bà đẹp nhất trong giang. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. Dạ, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, cốc, các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm táp cho sạch nhé. Chuyện gì đây? Những con cốc của ta đâu rồi? Liz, người hãy đi cùng ta đến nơi này ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta, tại sao ta đã sai ba con cốc của ngươi đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật, pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là nhựa trái hồ đào, nó đen thui và rít dịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi, ai biểu người xinh đẹp làm chi? Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung, công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hề bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, cô muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương, sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào,
Hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha quản sợ là phải. Ta không trách người nữa. Nếu nhắm mắt trong rừng lòng gió, sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc, công chúa à, dậy đi, tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao, biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ, rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé. Cháu chào bà. Bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình, chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên, ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé càng đảm, đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây, chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ. Biển như thế nào hả bà? Biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển, cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển, nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cha ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về, ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nổi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Nó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay.
Hãy ở lại với ta. Lửa nóng quá. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó. Nhưng ta không tin. Phải đó, Đức Vua ơi. Hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc Long Thiên Nga đi. Ngài đừng giữ nó nữa. Ta đến biển rồi. Sóng lớn quá. Ta đã chết rồi. Thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ, tỉnh dậy đi. Biển lặng sóng rồi, đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển ngon lắm, tha hồ cho cô ăn. Cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa. Tôi sẽ cùng đi vớt trong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây coi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như Thiên Nga sẽ về. Đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa. Hơi làn gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta 2 lần. Mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng uyển thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác hề sạc ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đây vài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó,
chúng ta sẽ đội dương miện về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi, hay là em đi theo tụi anh nha? Phải đó, em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được, em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. Các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi, để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh, em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên nga. Nàng đừng đóng cửa, các con ta sẽ về và gọi ta. Ta chờ nghe tiếng của chúng. Hôm qua ta lại nằm mơ thấy Alice. Nàng trách ta bỏ rơi các con. Nàng nói đứa bé xấu xí hôm trước chính là công chúa Liz. Các hoàng tử đã rời đi lâu lắm rồi, ngài không nhớ sao? Còn công chúa Liz về thì ngài đuổi đi. Ta không đuổi con gái Liz bé bỏng, là ta không nhận ra con bé. Ta đã lú lẫn rồi chăng? Con gái cưng của ta, giờ con đang ở đâu? Canh ơi, cho em theo với. Thiêu tối thì đảo đi bé. Cướp hà. Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi, và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi. Cánh của tụi anh chấp lại sẽ đủ sức mang em đi về bờ biển bên kia. Nào, chúng ta bắt tay đan lưới nha. Em gái chúng ta sẽ nằm trên tấm lưới đó. Thức ăn đó, em ăn đi. Tối qua anh vào rừng hái cho em đó. Hoàng tử Úc thương em gái ghê ta. Liz ơi, em có chóng mặt không? Chúng ta đã bay xa đất liền lắm rồi đó. Em không sao hết. Vui quá các anh ơi. Em đang ở trên trời, như một giấc mơ vậy. Vậy chúng ta phải cảm ơn bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Úc trước đó nha. Cứu Thiên Nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta làm người giả được rồi. Nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết? Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm. Bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi, nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma, ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Tôi để ở đây nha Rosa, để khi nào cần đến thì dùng. Ta chưa biết nó có công dụng phép thuật như ông nói không, nhưng ông cứ cất đi. Dù sao thì chai thuốc nhỏ xíu kia cũng không đủ để cứu chục con thiên nga kềnh càng nạn nhân của ta. Người gì mà ác độc, ác giả ác báo, nói hoài cũng không chịu nghe. Nguy rồi, hôm nay dì phải mang theo ta, nên các anh bay chậm, chắc không đến kịp tảng đá giữa biển trước khi trời tối. Các anh rớt xuống biển chết đuối hết thì sao? Xin thượng đế linh thiêng, mẹ ơi, mẹ Alice của chúng con, hãy giúp con tìm thấy tảng đá. Mẹ ơi, mẹ
nào các anh cũng gặp nguy hiểm giữa biển khơi. Con phải làm thế nào để cứu các anh đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Các anh ơi, đêm nào các anh cũng phải chịu cảnh đứng trên tảng đá như tối qua sao? Không đâu em, các anh cũng có một nơi để ở. Nơi đó đẹp lắm, nhưng là chim thì phải bay. Chim có tổ có nhà chứ, nhưng chỉ được ở nhà ít thôi. Chiều nay chúng ta sẽ về tới nhà. Đây là đảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng chào tôi rồi, đến đảo của chú đảo. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa. Chào công chúa, em gái của đàn Thiên Nga. Chào công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp việc không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đơm đớm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá, đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết. Bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của bọn pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rát bỏng và đau đớn. Con thấy nước không? Nước cọ xát làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong, hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa ơi, công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó, không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đơm đớm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha, tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tầm ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đừng đớm ơi,
những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với đom đóm nó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các ông. Đom đóm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa, làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại. Em út, sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà. Về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển. Em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao? Em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không? Đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi, em đừng may nữa. Hèn gì? Hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, Liz ơi. Các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm. Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo quan không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói. Hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt. Đức vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh sứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard, hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi à. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta. Ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra giấu?
ta sẽ làm theo ý nàng. Heo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó, không biết có dây tầm ma để may áo không? Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích, hy vọng các anh sẽ biết và bay theo ta. Đức vua, tôi nghi ngờ cô gái này quá. Không nói không rằng, dẫn chúng ta vô nghĩa trang để làm gì? Đức vua coi chừng ả là phù thủy đó. Ngươi thật đa nghi, phù thủy sao có thể xinh đẹp thánh thiện như vậy được? Ta linh cảm đây là người tốt, rất tốt nữa là khác. Ngươi hãy tin vào linh cảm của ta đi. Đức vua, tôi cũng có linh tính của mình. Tôi nói không sai đâu, cô ta đáng nghi lắm. Để rồi ngài coi. Nàng ấy vẽ hình tên cướp biển giống ta ghê. Các anh ơi, em gặp vua đi ra, ngài là người tốt. Nếu em cãi lại ngài ấy không chịu về đất liền thì sẽ rắc rối phiền hà cho chúng ta. Em sẽ tiếp tục may áo cứu các anh. Hãy bay đến đất liền với em nhé. Tạm biệt. Đức vua, ngài đã già yếu, hơn nữa không thể bỏ việc triều đình mà đi đâu được. Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi, các hoàng tử và công chúa sẽ trở về. Charlie à, ngươi nghĩ coi, ta có con cái đông đúc mà phải quạnh quẻ, còn hoàng hậu nữa, nàng cứ đi đâu mất biệt, ta chịu không quản được nàng luôn. Nếu đức vua biết rõ hoàng hậu đi đâu làm gì thì ngài không mất con đâu ngài ơi. Charlie, ngươi thật hỗn láo. Ý ta coi ngươi là bạn mà muốn nói gì cũng được sao? Ngươi cũng dám nghi ngờ hoàng hậu Rosa của ta? Đỉnh đâu, đánh hắn 20 roi cho ta. Dạ, dạ. Đức vua, xin ngài dừng tay. Đau quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngài đừng u mê nữa, hãy tỉnh táo lại đi. Hãy cho ta biết nàng là ai. Chỉ những cô gái quyền quý mới có được cung cách như này. Ta thật may mắn khi gặp được nàng. Đức vua, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi khi tôi không thể nói chuyện với ngài. Hãy cho tôi thời gian để cứu các anh trước. Ta thấy lúc nào nàng cũng như muốn nói với ta điều gì đó. Nàng yên tâm, ta không làm gì có hại cho nàng đâu. Sau đó tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đền đáp công ơn của ngài. Coi kìa, họ khiêu vũ với nhau thật tình tứ. Nhưng cô gái kia là ai? Ta phải làm sáng tỏ để đức vua không u mê nữa. Ta cho để trong phòng đống cành lá và chiếc áo bằng lá cây nàng may xong. Tất cả đều quen thuộc với nàng. Nàng cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Cần gì thêm, nàng hãy cho ta biết. Cảm ơn ngài đã hiểu lòng tôi. Nàng cười rồi, đây là nụ cười đầu tiên từ khi ta gặp nàng đó. Các em nghe đây, anh biết là các em rất cực khổ. Thay vì được nghỉ ngơi an toàn ở trên đảo Thiên Nga, thì bây giờ chúng ta phải theo Liz bay ngược trở về. Trong đêm tối bão tố, phải đứng chen chân như thế này. Anh đừng lo, chúng em hiểu mà. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được. Em ấy bị bắt làm tù binh rồi. Angelo, em cứ hở ra là khóc. Liz đã để lại tín hiệu cho chúng ta là em ấy theo nhà vua Richard. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng bay nhanh để đến được đất liền nơi em ấy ở. Em linh cảm Liz gặp may hơn rủi, và anh em chúng ta cũng sắp được cứu rồi. Hãy tin vào em ấy đi. Nhưng đáng tiếc ban đêm chúng ta không thể nào bay được. Mẹ Alice ơi, bà Tim Morgan ơi, xin hãy giúp con thêm can đảm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này. Con đã may được tới chiếc áo thứ 7 rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của tôi, con hãy cố gắng con nha. Việc sắp xong rồi, các anh con sẽ trở lại thành người.
cha con sẽ vui mừng. Lúc đó mẹ mới được yên lòng. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con mừng quá. Mẹ ở đây với con, đã lâu lắm rồi con không nói chuyện với ai. Mẹ ơi, con ngủ đi, ngủ một chút sẽ đỡ đau. Mẹ đi thăm các anh của con, mẹ nhớ chúng lắm. Mẹ ơi, con đi với, con muốn gặp các anh lắm. Không được, con phải ở nhà may áo cứu các anh, con không nhớ sao? Mẹ thương tất cả các con, nhưng làm mẹ lúc phân ly là vậy, gần đứa này thì phải xa đứa kia. Hết sợi tà ma rồi. May quá, lúc sáng ta đã thử tìm đường ra nghĩa trang trước, giờ ta đi hái cũng nhanh. Thật sợ quá. Liz ơi, hãy can đảm. Liz hết can đảm nha. Có một bụi to cành tầm ma kia. Cố lên. Ta hãy giúp nàng đây. Mau mau quay về trước khi đám phù thủy ở đây phát hiện và muốn bắt giữ nàng. Mau lên. Về đất liền rồi. Từ hôm nay chúng ta chỉ bay quanh quẩn ở đây để chờ tin của em Liz. Buổi tối chúng ta bay ngược ra bãi biển ngủ phải không anh? Phải, chỉ đất liền và bờ biển thôi, không ra khơi nữa cho đến khi gặp được em Liz. Tuân lệnh anh. Ngài pháp sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin đức vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá, trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin đức vua tha lỗi, thần rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này, nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi, Liz đi hái loại cây gì đó để may áo thôi. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được à? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ, nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi, nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng, tuy chung quanh người ta gièm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng. Hoàng hậu, sáng rồi, nàng dậy đi. Cả đêm qua nàng vất vả lắm phải không? Người nói sao? Hôm qua là đám cưới của vua Richard, sao giờ này ta mới nhận được thiệp mời? Trễ quá, ta thất lễ với láng giềng rồi, ta phải phạt ngươi. Đức vua ơi, hoàng hậu không cho thần đưa thư sớm. Hoàng hậu đâu rồi? Tại sao nàng lại làm vậy? Hoàng hậu nghe nói vua Richard cưới vợ đẹp lắm, hoàng hậu không thích. Ngươi là ai mà tự dưng dèo một cái nhảy vô đây? Thưa đức vua, ngài không cần biết tôi là ai.
tôi đến đây vì các con của ngài. Các con của ta? Người biết sao? Hãy nói ta nghe coi. Thưa đức vua, ngài có tin vào phép thuật không? Ngài có biết câu những ai không tin vào phép thuật sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng không? Ta không hiểu người nói cái gì. Các con của ngài bị phép thuật làm hại nhiều năm nay mà ngài vẫn vô tâm không biết. Muốn cứu họ, chỉ có phép thuật trị phép thuật được thôi. Vì vậy, ngài hãy mau mau qua bên nước của vua Richard đi. Người hãy giữ chai thuốc này thật kỹ, không được cho hoàng hậu trông thấy. Người hãy đi cùng đức vua qua xứ Richard đi. Bàn tay của chàng dịu dàng như tay mẹ. Tình yêu của chàng làm ta bớt đau đớn. Nàng cần phải may bao nhiêu chiếc áo? Sắp xong rồi, nàng đang bắt đầu cái cuối cùng phải không? Trời ơi, còn cái cuối cùng lại thiếu dây tầm mà. Hoàng hậu, thật sự nàng rất quen thuộc với nơi này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy? Thật đau đớn, nhưng ta buộc lòng phải giam nàng ở nơi tối tăm này. Làm sao ta có thể giải được nỗi oan này đây? Liz ơi, anh tới nè. Các anh đi tìm em quá chừng. Liz ơi, tay em còn đau không? Ra đây, anh nhớ em lắm. Liz ơi, anh nghe nói sáng mai em bị lên vàng lửa. Sao người ta có thể gọi em là phù thủy được? Anh ơi, em còn chiếc áo cuối cùng của anh chưa may xong. Trong đêm nay em sẽ cố gắng. Liz ơi, có gì oan ức em cứ nói ra, đừng im lặng chịu đựng nữa. Không cần gì cứu các anh mà em phải chết đâu. Bánh này em thích nè, các anh bay về tận bếp hoàng cung nhà mình để lấy cho em đó. Anh có gặp được cha không anh? Em nhớ cha lắm. Em muốn hỏi anh có gặp cha phải không? Không thể gặp cha em ạ. Các anh rình mò vô bếp lấy miếng bánh như đi ăn trộm vậy đó. Thôi, anh lại phải đi. Hẹn mai gặp em nha. Liz ơi, can đảm lên em. Haman, ta muốn dời cuộc hành hình sáng mai. Ta cần phải suy nghĩ và xác minh thêm. Không nên. Thưa đức vua, ngài có nghe tiếng dân chúng ngoài kia không? Họ rất bất bình. Ngài hãy đặt ý dân lên trên hết. Ta biết, nhưng ta đau buồn lắm. Thôi, người lùi ra đi. Phải hạ quyết. Giết chết bọn phù thủy rồi lấy hoàng hậu đi. Giết đi. Nàng Câm ơi, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta đã bất chấp hết để cưới nàng, nhưng sao nàng lại là phù thủy chứ? Em đã mệt lắm rồi. Còn chiếc áo của anh Angelo, nhất định tối nay em may tiếp. Giết cho phù thủy đi. Ai giết cho phù thủy? Giết cho phù thủy đi. Ta phải cố gắng trong giờ phút cuối cùng. Còn một chiếc áo nữa thôi. Giết cho phù thủy đi. Ai giết cho phù thủy? Giết cho phù thủy đi. Haman, còn bao lâu nữa thì trời sáng? Trời gần sáng rồi, xin đức vua hãy dậy chợp mắt một chút. Theo tục lệ, từ đây đến lúc hành hình, ngài không được gặp hoàng hậu nữa đâu à. Tục lệ? Tục lệ? Ngươi chỉ biết có tục lệ hay sao? Shackley, chúng ta đến nước Richard có bất ngờ lắm không? Chúng ta nghe lời pháp sư Peter để đi cứu các con ta, nhưng ta linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, không biết đó là lành hay dữ. Đức vua ơi, chúng ta mang quà cưới đến cho vua Richard. Dù có trễ, chúng ta vẫn là khách mời của nhà vua nước láng giềng, nên đức vua cứ yên tâm. Vui lòng mở cửa. Xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi. Xin vui lòng cho chúng tôi yết kiến vua Richard. Các ngài là ai?
sang Tình Sương đến đại náo hoàng cung hay sao? Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, có việc rất gấp, xin ý kiến hoàng đế Richard. Xin các ngài thứ lỗi, vui lòng trình quốc thư nếu muốn gặp nhà vua. Với lại mặt trời chưa lên, hoàng cung chưa thể tiếp các ngài được. Chúng tôi không có nhiều thời gian, xin ngài hãy cấp báo với vua Richard giúp ạ. Chuyện khẩn thiết lắm. Ta đã nói các ngươi trình quốc thư ngay mà, không có thì biến đi. Chuyện gì mà gấp gáp nút tin mơ? Hơn nữa nhà vua của ta rất bận, cần chuẩn bị cho cuộc hành quyết đặc biệt của hôm nay. Nè tính ra, đừng làm kỳ đà cản mũi chúng ta, phải đi cứu em gái chúng ta thôi. Ôi trời ơi, ghê quá. Quân lính đâu? Mau đến bắt những người này cho ta. Chuyện gì ồn ào quá vậy? Đất vua đến, hãy chào đón. Vua Richard đến rồi, may quá. Ôi, một đàn thiên nga trắng muốt dũng mãnh. Sao, sao chúng lại đeo dương miệng vậy? Charlie, ngươi nhìn xem, dân chúng đông quá. Đám cưới kéo dài tới ngày hôm nay sao? Cô gái cầm kia, ngừng tay lại, nghe lệnh quả thiêu đây. Haman, hãy để nàng ấy may thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi. Tân hoàng hậu đây sao? Sao mới đám cưới mà lại bị hành quyết? Cô gái này... Hoàng hậu lên chàng lửa. Bắt đầu. Chiếc áo cuối cùng vẫn chưa kịp đan xong phần cánh tay, nhưng không còn thời gian nữa, nên các anh hãy ba mặt vào để quá giải lời nguyền. Thì cha ơi, vậy em nói được rồi, em vô tội. Đây là các anh của em, mời một hoàng tử xứ Âu đi. Hỡi tất cả mọi người, hoàng hậu chính là công chúa Lys xứ Âu đi, và đây là đức vua, cha của nàng. Thì cứu các anh khỏi kiếp thiên nga nên chịu quá nhiều đau đớn khổ sở. Em Lys vô tội. Vậy là nàng Lys đã kịp cứu các anh mình và được giải quan. Hai nước Audi và Richard trở thành một nhà, người dân được chăm lo ấm no. Vua Richard đã có người vợ thánh thiện như pha lê. Sự trong sáng và tình yêu thương của nàng Lys đã biến tà thuật thành phép màu, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người. Vua Audi đoàn tụ cùng các con, sống cuộc đời hạnh phúc cùng nhau. Còn Rosa, mụ phù thủy với lòng tham và sự đố kỵ, trong lúc ghen tức vì biết tin phép thuật của mình bị phá bỏ, đã nóng giận và làm đổ mọi loại thuốc mà bà có, khiến bà hoàn toàn mất đi phép thuật, sống cuộc đời cô độc mãi về sau. Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Thank you.
thợ săn. Chúng ta mau trốn đi. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội, có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khát. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ? Ngươi đi tìm chủ vườn, xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt. Chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép. Dạ bẩm tâm hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá. Phụ quan, phụ quan sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ quan đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thấy y nói là phụ quan... Chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ quan, người khoan hãy ngồi dậy. Phụ quan, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa, ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ quan, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ quan nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để cho cha nghỉ ngơi. Vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng, ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi phụ quan. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, phụ quan, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha, nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh, cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó
cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con á đã đi khắp các đền chùa để cầu tự, đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không? Không ông à, phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con, trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lan đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lan đến khám, nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp, bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á, vua cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ à. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở vườn đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bùa hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay làm quá lên à. Ta chỉ có cảm giác rất lạ là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng.
Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta, còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân. Ta hiểu ý khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh. Bệ hạ vạn tuế. Vạn vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi. Ba anh em ta chỉ có đệ lấy được công chúa. Thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thư nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Đâu có. Vợ của tam đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư quê các để mắt. Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của tam đệ không chừng. Không có đâu. Anh chị đừng nói oan cho đệ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi. Mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ. May mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đi sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá. Mẹ thích lắm. Trải xanh đây.
đây, cải xanh đây. Bánh nướng đây, bánh nướng. Cải xanh mới hái đây. Bà con ơi, bánh nướng thơm ngọt đây, bánh nướng đây. Ghé mua nướng đi. Cải đi thứ hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ, quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen. Người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, còn biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta đệ có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy. Nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi. Đệ thật thông minh. Lấy từng cái này đi. Chú hai, mua giùm đi. Mua giùm bánh nướng đi chú hai, chú hai. Ừ. Dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ. Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội.
đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đích hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta, dẹp luôn cả xe dư kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh của chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Ờ, phải đó. Hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Mau thu dọn hàng mau lên. Chuyện này đi đi. Gì nữa, mau mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa, chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? Ha? Người đâu? Có thích khách? Ha? Hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé Tí Hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Oh,
xong nhiệm vụ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày. Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử có thể xin tá túc một đêm được không. Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da. Hò điệp tiên nữ, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi, chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó, chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Ôi, hôm nay vui quá. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiệc em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho Hồ Điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian, người có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần, thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Người có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống Đại Quốc, làm Đại Quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ giúp sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu, đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đau binh.
Đã vậy chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu, đâu, em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu. Chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này, anh gì ơi, anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng. Chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần. Người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng Tử. Có người truy sát Tam Hoàng Tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng Tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng Tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy. Với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng Tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi. Thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... Người đã thấy mặt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tạ nàng Út đã cứu ta. Ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy. Nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa cẩm tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao, con muốn ra ngoài hả? Ừ, cũng được. Chúng ta đi tìm nàng Út ha. Tối qua em hé mắt ra thấy hết rồi. Chàng ta có vẻ thật lòng thích chị đó. Em không được ghẹo chị nha, chị sẽ giận đó. Nhưng chưa hết, em phải nói với chị điều này.
chàng ta chính là... Một mình nàng đã chăm sóc rẫy dưa này sao? Chứ sao, ngài thấy chị tôi giỏi không? Một chú bướm lại còn biết nói nữa nè. Sao, con cũng ngạc nhiên với chú bướm đáng yêu này có đúng không? Nàng Út thật khiến ta khâm phục. Ta thấy xấu hổ vì mình to đầu mà không được việc gì hết trơn á. Út à, cha mẹ đã về rồi đây. Cha, mẹ, cha mẹ đi chợ về sớm vậy à? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc Tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho Tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay Tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là Tam hoàng tử sao? Nghênh đón Tam hoàng tử, xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm. Chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi, nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây, trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng Tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy Tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là Tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích? Hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ Tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ về trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hắn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là Tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa,
mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của đại quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng, sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của đại quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ, nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung, thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của tam hoàng tử. Công chúa đại quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó, hay cô chính là người bắt cóc? Cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện không có phép tắc gì cả, xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ đây vẫn là một cuộc hôn nhân và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải. Vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt ấy mà. Ôi chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. Hoàng tử đã đỡ tôi sao? Ta đang tìm nàng, nghe tiếng của Điệp Nhi cho nên ta chạy ra, may mà đỡ kịp hai người á. May quá, cảm ơn hoàng tử cứu mạng. Em sẽ để cho hai người một không gian riêng. Nàng đi đâu vậy? Nàng có sao không? Tôi không sao, tôi hái qua cho kịp. Kịp? Nàng định làm gì để ta giúp nàng? Hái hoa làm trà cho hoàng tử đem đi đó. Điệp Nhi. Thật vậy sao? Thì một món quà dân giả để tặng hoàng tử thôi. Ta thấy rất cảm động vì biết nàng cũng quan tâm tới ta. Có quan trọng gì đâu, ngày mai hoàng tử cũng phải về cung lấy vợ rồi, sau này chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Bẩm các hoàng tử và công chúa, ở đây quả là có vết ẩu đả khá mới, có vết máu chứng tỏ là có người bị thương. Có thể tam hoàng tử vẫn còn sống và đang ở quanh đây thôi. Cũng được, chúng ta chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm tam hoàng tử. Sáng mai chúng ta tập hợp ở đây, nếu cứu được hoàng tử thì sẽ cùng nhau hộ tống hoàng tử về, có được không? Thưa hoàng tử, tôi hiểu ý của người, nhưng chúng ta sinh ra đều có thân phận và trách nhiệm riêng. Chúng tôi là người dân thì phải lo cày cấy trồng trọt, người là hoàng tử thì phải bảo vệ đất nước. Bác nói phải, con không thể ở đây trốn tránh trách nhiệm lấy vợ của mình. À, đau. Hoàng tử, người có sao không? Có lẽ là vết thương của con chưa lành hẳn. Xin hai bác hãy niệm tình cho con ở lại hết đêm nay, ngày mai con sẽ lên đường. Thưa cha mẹ, thôi thì để hoàng tử ở lại thêm một ngày nữa đi ạ. Ngày mai rồi hẳn lên đường. Thôi được rồi, vậy phiền hoàng tử chịu khó bất tiện thêm một đêm nữa. Công chúa cẩn thận. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ, có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ, chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của đại quốc xinh đẹp, tài trí hơn người, quả thật không sai.
Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào? Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh, nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý. Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu, nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước, một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng để lấy nàng làm vợ. Không được đâu, tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử gì trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý dưa hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kỳ chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không nên ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Ta đã giải thích việc này cho tam hoàng tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Được chứ, vì chị là tiên nữ mà. Mối luân duyên này trời đã định nên mới có sự kỳ diệu như vậy xảy ra. Hoàng tử và dưa hấu là cha con. Thật lòng từ năm ngoái, sau khi ăn dưa ở đây, con về cung mà trong lòng cứ dương vấn khôn nguôi. Đến hôm qua khi được nàng và hai bác đây cứu giúp, nhìn thấy nàng và dưa hấu, con cảm thấy yêu mến lạ thường. Mọi buồn phiền một năm qua của con đều được gỡ bỏ. Con sẽ không lấy ai khác ngoài nàng Út. Ta tin đây là con của ta. Đây thực sự là điều kỳ diệu. Ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đày hai người đi xa thì sao? Chị, thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình. Con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng, hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi.
đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Nàng đang lo lắng chuyện các công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu. Không phải, nếu vì hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chàng lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thương dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì? Ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy, nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ hả? Ủa, Tam đệ, đệ đang bế con của ai vậy? Đây là con của đệ. Còn đây là thê tử của đệ. Cái gì? Tâu bệ hạ, đây quả thật là một sự sỉ nhục cho các tiểu quốc của chúng thần. Đúng vậy, chúng thần là thân gái dạng dặm đến đây xin cầu thân, mà bây giờ lại thành trò cười cho khắp thiên hạ. Tam hoàng tử bị thích khách bắt đi, thật là bi ai. Hóa ra là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ. Tâu bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé khóc, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được ạ. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi! Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng,
nếu tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng, chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử, nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ hấu, giờ hấu ngoan, ngủ đi nào. Vừa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt như vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua, hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bài trò thi thố làm gì không biết, rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này, hay là mình thử? Đây là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thua mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da. Nè, sao rồi? Người đâu? Vi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò tam hoàng tử, thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mùa. Ê, trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Ây da, đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dâng món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh di cá hải sâm trong biển, bổ dưỡng thanh mát.
Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi. Dám hỏi tam hoàng tử, đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắt mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân giả, nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và tam hoàng tử thắng phần thi đầu tiên. Cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần, thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy, có thể lẻn đi đo nhà vua. Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ để làm sao mà mấy được? Vợ để cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây. Đức vua giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện chi đây? Dạ, con mới mua được trà ngon nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng nhi, con có sao không? Dạ phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. À, thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai? Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng vai, đây là chiều dài, đây là cổ. À! Cái gì vậy? Cứu với, cứu với. Chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi, nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước,
chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo, cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chị có thể giúp chị một chút vậy thôi. Chàng nói phụ hoàng khoai động cỡ nào? Eo là bao nhiêu? Thì cỡ này nè, nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, thêu rồng chứ có phải thêu dung đâu, tháo ra thêu lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi, may đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng Út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng, tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng Út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng Út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu Phụ Hoàng, ngươi đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu Phụ Dương, tuy là nàng Út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi, cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào? Xin Phụ Hoàng cho thi thố sắc đẹp, để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói, thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã về. Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Dư Hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả. Ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy. Chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng. Dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà, sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bì kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi. Giấy trắng mực đen vẫn hơn.
Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha. Nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc cho bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước. Công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Ngươi mau đi bắt cóc nàng Út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ. Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mai dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là chàng chấp nhận? Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dư Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dư Hấu của cha, sao lại khóc rồi con? Cầu xin trời đất hiển linh, xin cho con biết ngày mai con phải làm thế nào đây. Cứu với hoàng tử, cứu em. Tôi thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta. Trên đời này chỉ có tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Người hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Người canh chừng chiếc hộp này, bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Hoàng tử, tôi không thấy nàng Út, nhưng có thấy con chim ưng đang canh giữ một cái lòng phủ khăn đỏ. Có thể chúng đang giam giữ chị tôi trong đó. Cô ta không hề ra khỏi phòng, làm sao chúng ta cứu nàng ấy ra được? Thằng đã dò hỏi biết được tên cận vệ của công chúa Cẩm Tú đã xuất cung từ đêm qua, đi đâu không rõ, vẫn chưa trở về nữa. Như vậy ta phải dụ Cẩm Tú ra ngoài. Mọi người hãy cố gắng cứu nàng Út, đưa đến đại điện để dự thi cho kịp nha. Thần tuân chỉ. Xin chào công chúa Cẩm Tú, có thể mời nàng đi dạo cùng ta một lát trước khi lên đại điện không? Chào tam hoàng tử, thật hân hạnh được hoàng tử mời. Đương nhiên là ta đồng ý. Sắp đến giờ cuộc thi sắc đẹp diễn ra, sao hoàng tử lại có thời gian rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Trước là ta muốn đến hỏi thăm công chúa, vì từ khi nàng đến ta vẫn chưa chào hỏi. Còn việc thứ hai là gì? Xin nàng hãy lui binh về đại quốc. Ta không thể cưới nàng được, ta chỉ lấy nàng Út thôi. Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chàng có nghĩ đến số phận của quốc gia không? Có trộm, có trộm. Trong phòng công chúa có trộm. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ta sẵn sàng ra trận để bảo vệ quốc gia, và ta cũng phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của ta. Thật tiếc, ta và chàng đều là hai người tài hoa và yêu nước. Ta rất mến mộ chàng. Nếu chúng ta kết hợp với nhau
thì hai nước sẽ mạnh chưa từng thấy. Đáng trời nhà ngươi, năm lần bảy lượt muốn ăn thịt ta. Cái gì đây? Ta không tham vọng như nàng. Ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói, gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Phần thi thứ ba xin được phép bắt đầu. Xin mời phu nhân của đại hoàng tử. Xin mời phu nhân của nhị hoàng tử. Và xin mời nàng Út. Rõ ràng là tới phần thi của nàng Út rồi kia mà. Út đâu có thấy vậy? Đồng. Không lẽ cô ta bỏ cuộc rồi sao? Nhâm thì không lại rồi bỏ cuộc chứ gì. Sao bỏ cuộc nữa? Sự ghét ảo quá. Cảm ơn Tiểu Lương. Trời đất ơi, đẹp quá trời đẹp luôn hả? Cô kìa. Cái gì vậy? Có chuyện gì? Trời đất ơi, có thấy trong đời luôn đó nghe. Cô kìa. Thôi đi tiến tử. Này ngu. Người dám mưu sát vợ ta thì sao? Thưa bệ hạ, con là nàng Út, đã được trời thương ban cho hình hài như trước, xin ra mắt bệ hạ và mọi người. Ta miễn lễ, tạ ơn trời đất đã ban cho ta người con dâu Út vừa khéo léo nữ công vừa xinh đẹp như vậy. Ta tuyên bố nàng Út thắng cuộc. Nàng là nàng Út đó sao? Tâu bệ hạ, quân của các tiểu quốc và quân của các đại quốc đang tiến về kinh thành của chúng ta rất đông. Cái gì? Chính là ngươi. Đúng vậy, nếu ta không có được vàng thì không ai có được hết. Hoàng tử, cẩn thận. Sao mà tiếng đàn nghe hay dữ vậy nè. Trời, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cha nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi xâm lược nước khác? Tôi muốn về nhà. Là lỗi của ta. Ta đã sai rồi. Ta không nên ép buộc mọi người để thực hiện mộng bá chủ, gây thù hận lẫn chiến tranh. Ta nhớ cha ta quá. Công chúa Cẩm Tú, ta biết cô cũng chỉ vì quốc gia của mình. Ta không trách tội cô đâu. Cô biết lỗi rồi thì hãy cho lui binh, vì hòa bình ấm no của dân chúng cả hai nước. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua, được quý quốc đãi ngộ rất nồng hậu.
thể hiện hòa khí. Thần xin hứa sẽ tâu với phụ hoàng, thắt chặt giao hảo của hai nước hơn nữa. Cảm tạ công chúa. Tâu bệ hạ, thần còn một chuyện cần tấu. Hả? Cái gì đấy? Thực ra thần lún sâu vào tham vọng thôn tính quý quốc là do hai anh trai của Tam hoàng tử đã hứa với thần sẽ cùng thần chia lại giang sơn nếu thần kết hôn với Tam hoàng tử. Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sao đây hả? Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông. Dù gì cũng là người trong nhà, xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út. Trải qua muôn vàn thử thách mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức, không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với Tam hoàng tử. Ta phong cho Tam hoàng tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta, còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với đại hoàng tử và nhị hoàng tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước.